Ừ. Nhưng mong rằng gạo béo đó có thể bảo vệ được mắt hiệu sảnh. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, hai chúng ta cũng không cần phải trở về thiên tân nữa đâu. Hờm. Ban đầu không nhận nhiệm vụ này thì tốt rồi. Mẹ nó. Ngươi vui cái nỗi gì? Hai người các ngươi sống không nổi đâu. Ngươi nói cái gì? hôm này rút cục là sao hả? Mau nói đi. Ha ha. Việc giúp người của các ngươi thật là ngu ngốc. Tất cả đều đã bị ta lừa rồi cái hố này gọi là hang chấu thần bên trong là nơi ở của bà chấu thần mà bọn ta thờ phụng mấy trăm năm qua tất cả những người ngoại tộc đi vào nơi này đều sẽ bị bọn ta quăng xuống cái hố này làm tế phẩm cho bà chấu thần Thấy gì mẹ kiếp não tôn bắn chết mày có giỏi thì ngươi bốc cò đi ta đã nghe chán mấy lời vớ phần của ngươi rồi ta bây giờ ta sẽ bắn ngươi hừm cái đồ nhát gan ta đã sớm nhận ra ngươi chưa giết người bao giờ chỉ biết nói lớn tiếng để dọa người mà thôi Cậu trông chừng nó Tôi sẽ kéo mà hiểu sảnh lên Hiểu sảnh, mau lên đi Dưới đó nguy hiểm lắm Nha yeah. Mẹ kiếp Còn dám lấy kim đâm ta, cái này Tiêu rồi, quá độc Cậu Niu, cậu làm sao thế Não tôn bắn chết người, muộn rồi Đây là độc độc của rắn hổ mang chúa Người chúng độc độc rồi thì sẽ bị tên liệt toàn thân Ngay cả quả súng cũng không thể bóp được đâu không thể ra ngoài được Ngươi sẽ bị độc tính phát tắc mà chết Đồ khốn Đừng cử động Ngươi chỉ cần thả một tay Chỉ cần Thả tay một cái Thì người thì người đẹp ở dưới kia Sẽ bị ngã chết tươi Ngươi Anh mã xin lỗi đều tại thôi Ngay từ đầu ngươi đã tạo ra cái bẫy này Để dẫn dụ bọn ta đúng chứ Không sai Ai bảo các ngươi thiểu năng như vậy Trước đấy sợ đến tè ra quần cũng đều là giả Khả năng diễn của ngươi cũng được đó Thật hối hận Không để nước xương xương môi tim ngươi Hừm Bây giờ nói những điều này cũng đã muộn rồi Trước đây ngươi dùng súng Đánh chết ba người xa cách ba Ta đương nhiên là phải giết người Báo thù cho những người đã chết Xin lỗi mà hiểu sảy Chúng ta đành phải chấp nhận số phận thôi Đồ khốn Ta giết tổ tông nhà mày Cái gì Ngươi vẫn còn chưa chết à Anh Mã, Tiểu đệ đi trước một bước đây Thời gian lùi về trước khi cảnh sát mưu bị đâm Pạc 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 xoẹt Kỹ thuật neo của cô Của cô Mai thật là tốt nha Bình thường tôi rất là thích vận động Chẳng tránh dáng cô lại đẹp lại đẹp lại đẹp như thế nếu như không phải cùng nhau trèo xuống mà lặn thì tốt biết bao Chỉ cần tiếp tục mạo hiểm cùng với cô Mai Chắc chắn sẽ có cơ hội Mẹ kiếp Sao phải thả bom vào lúc này cơ chứ Cô Mai ở ngay phía dưới Ủm Có vẻ mùi sát thối càng ngày càng nồng động nhỉ Đúng đó đúng đó Nguy hiểm quá Cái tật cứ gặp nguy hiểm Nàng lại thả bom vẫn chưa sửa được Tạ ơn trời đất cô ấy vẫn chưa nhận ra Hôm nay đúng là ngày may mắn của lão béo ta Sao thế ở trên đang ra sức kéo tôi lên Làm cái gì mà không biết Chúng ta còn chưa đến đấy mà Mẹ kiếp Thời gian trên tư của hai người đang đẹp mà Não vã cũng quá tàn nhẫn đi Dừng lại rồi kỳ nạ thật Chuyện gì thế này Bên trên hình như Đang hô cái gì đó khoảng cách xa quá không nghe rõ Tình hình có vấn đề rồi Hay là chúng ta Mau chóng trèo lên đi Đào một chút Tôi dùng đèn pin soi sương dưới đáy Bây giờ chắc chắn là khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ rồi dưới đáy ngoài hai quốc gia thì không có cái gì cả Thêm nữa Cũng không có hang thông với nơi khác Đến một cộng lông cũng chẳng có Chúng ta bị nửa rồi Tên tiểu tử ba căn đó Não tôn mà lên được trên đó Thì sẽ đấm vỗ mồm của nó Cái cái gì đó là Bên dưới nước cát hình như có cái gì đó đang động đậy Cho dù trong nước cát có cái gì Chắc chắn là không phải thứ gì tốt đẹp Nhưng lúc nó còn chưa chui ra Chúng ta mau leo lên thôi Đợi nó ra rồi hai người chúng ta đều sẽ sẽ biến thành đậu bộ xương ở dưới đáy hồ thôi nha yeah. yeah. nha sáng cô sao vậy mẹ kiếm thằng này thằng này lắm chuẩn vãi hiểu sảnh hiểu sảnh nha yeah. này chẳng phải ngươi muốn chết cùng với ta hay sao lão tôn vô dĩ nào mạnh lớn muốn ta chết không dễ dàng thế đâu rắc rắc tôi tôi không cầm nổi nữa rồi yà pặc chợp tóm được rồi tôi tới nơi rồi tôi rồi tôi sẽ bảo vệ cô tôi sẽ bảo vệ cô nữ phú quý nữ của anh đừng có niếm lung tung nữa tôi xin nói cái đó gì Mẹ kiếp, có cần phải khoa trương như thế hay không? À, bà cháu thần tỉnh rồi, các ngươi đừng mong thoát. Ông nhỏ ta cho dù qua chết cũng phải kéo kéo theo các ngươi làm vật tế. Bên dưới cái đó chính là bà cháu thần, to lớn quá. Sao lại thế này? Đột nhiên không còn trọng lượng nữa, không lẽ dây thường bị đứt rồi? Dây thường vẫn còn chưa đứt, nhưng mà nặng quá không kéo nên nổi. Không lẽ bị thứ bên dưới cắn đi rồi sao? không thể để lưu tiểu thư chết một cách vô ích như vậy được nhất định là phải kéo được mai hiểu Sảnh lên anh nói cái gì thế tôi nghe không hiểu kéo quần lên không muốn đâu này bà cháu thần bà nào đồ ngốc sao làm gì mà bất động như thế mau đến ăn bọn ta đi dừng Yeah. Là tiếng của Mai Hiểu Sảnh. Dây thừng đứt rồi. Trong lúc này, chúng ta vòng đi vòng lại mấy chuyến rồi. Trong kênh đá đỏ này, lấy đâu ra hang núi cơ chứ? Cô có, có cảm thấy kỳ nại hay không? Cái gì? Hai bên vách đá hình như đã ngắn hơn so với lúc chúng ta mới đến đây thì phải. Điều này sao có thể chứ? Trừ khi, các đại dưới chân chúng ta đang dâng lên. Điều này có thể lý giải. Cửa hang mà nhóm người của Mai Hiểu Sảnh đi vào, tại sao lại không thấy? Ý anh là, các nơi này giống như là thủy triều ư. Hang núi mà đoàn anh tôi vào đã bị các thủy triều cuốn đi rồi. Cảm giác dẫm lên, dẫm lên đụng, đụng cát này thật là kỳ lạ, giống như là có sự sống. Vừa nãy hình như Dương Huyền Yến hét cái gì đó Chỉ cố xông vào nên chẳng nghe thấy gì cả Tôi vẫn không tin cắt có thể thị... cắt có thủy triều Có lẽ bọn họ cơ bản không ở đây Địa điểm mà ba căn nói có khả năng là giả Vẫn còn ảnh hưởng từ trận bão cắt lớn Không thì tôi đã có thể ngửi được thấy mùi hộ, mồ mù hôi của cơ thể anh tôi rồi Tôi thấy lần này rắc rối tôi rồi Xịt, đừng nói nữa Sao vậy? Cô có phát hiện ra Lớp đất, đất này thấp hơn chỗ khác hay không? Sao lại thế? Vừa rồi tôi nghe thấy Ở đây có tiếng cắt dị Có tiếng cắt chuyển động Mà cát đã chuyển động thì chắc chắn là do bên dưới có lỗ trống Nếu tôi đoán không nhầm Thì bên dưới chắc chắn là cửa vào của cái hang bị trôn Làm sao mà tôi lại không nghe thấy nhỉ Chẳng phải ngón tay của cô có thể vươn ra hay sao Thập ngón tay của cô vào thử là biết liền Hừm từ, từ lúc nào lại đến được anh ra lệnh cho tôi Chẳng may bên dưới có cái gì đó Kinh kinh thì phải làm sao Cô xấu xa đến mức nào Thì cũng phải lo lắng một chút đến sự sống của anh trai mình chứ Tên béo Niu Có một cô gái có một cô em gái như cô Cũng đủ điện, cũng đủ đen đủ rồi Ít nhất đến Ít nhất nhắc đến anh tôi thôi Anh rõ ràng là đau lòng vì mà hiểu sảnh Thêm nữa Bây giờ chính là cơ hội tốt Để anh tôi thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân Tôi không thể làm hỏng chuyện tốt của anh Nhưng mà nhìn biểu hiện của anh vừa rồi Anh chắc chắn là thích Giang Huyền Yến hơn Tuy nhiên hai bà chị này đều có điểm điểm mạnh riêng, một người thì ngây thơ trong sáng, một người thì yêu kiều thần bí. Chẳng lẽ nói anh muốn bắt cả hai tay, mau thú nhận đi. Không có thời gian nguyên thuyên với cô, không giúp thì thôi tôi tự đào. Như sương sương nha đầu chết, chết tiệt này, lại nói là mình bối rối. Mau đến giúp kéo người bên dưới kia. Cảnh sát mã, bên dưới quả nhiên là cửa hang của bọn họ đi vào. Đoàn của ma hiểu sánh đâu rồi. Anh mau nói đi, khu Cảnh sát mã và bọn họ bị bị căn nửa vào hang chấu thần, mai hiểu sảnh và tên béo niu. Hai người bọn họ leo xuống dây hố. Ba can dùng độc độc đâm vào cảnh sát niu. Cảnh sát niu để cứu mình đã quyết sống mãi với ba căn. Lúc đó tôi ở phía dưới hố đã dốc hết sức kéo sợi dây thường của mai hiểu sảnh. Kết quả sợi dây thường của cô ấy bị đứt. Cô ấy coi như không bị bà cháu thần ăn thịt thì cũng bị ngã cho nát thịt rồi. Bọn họ đều chết rồi Tôi là người duy nhất còn sống sót Tiểu An tâm trạng của tôi cậu Tâm trạng của cậu tôi hiểu Bên dưới là hang ổ của bà chấu thần Chúng ta cần phải mau chóng rời khỏi chỗ này Mau mau chạy thôi Không kịp nữa rồi còn Con con trùng to thật đấy thì ra cát dâng lên là do được quỷ đó làm đó chính là bà cháu thần ở đáy hồ người... đáy hồ người chết đó nó đã nuốt chửng đoàn của ma hiểu sánh rồi mau chạy thôi nhân lúc cơ thể của nó vẫn chưa nhô hẳn ra mau chạy thôi mấy người còn đứng nơi ra đó làm gì chạy nhanh còn kịp tiểu an cậu màm làm cái đéo gì vậy cái quần áo đó giúp tôi cầm đi làm hỏng quần áo là không còn gì để mặc đâu Chính là vẩy rắn lúc đó Tay 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 Đây chính là trạng thái Hoàn thành của giáp bảo thân xa Ta phải dùng bàn tay này Mở lồng ngực cho ngươi thôi Trong lúc này Núi ô than Chắc nhĩ bên dưới trung mông Người ở phía trước cẩn thận một chút Thiết bị trong vali rất là quan trọng đó Người bảo vệ Tinh thành bị cắn tỉnh rồi hả Người bảo vệ nào Người bảo vệ là sinh vật khủng khiếp mà thần, thần xa tạo ra, chuyên dùng để giết những người tìm kiếm tinh thành. Tôi dẫn các anh vòng qua nơi đó, nếu không thì các anh đã chết mất rồi. Ha <laughs> ha, may mà có anh ở đây, chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi. Thật là đáng tiếc, đồng nghiệp của anh phải bỏ mạng. Chu Tiểu An, đây chính là số mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi chết ở nơi này, cục trưởng sẽ không thể chiếu cố được ngươi nữa rồi. Ngài tuyết nặc, thiết bị do tìm, của chúng ta ở trên đỉnh núi có một trường năng lượng không xác định. Tốt, bây giờ chúng ta nên thôi. Đợi một chút, trời sắp tối rồi. Chúng ta đã bỏ lỡ, bỏ lỡ thời gian leo lên đỉnh núi rồi. Dựa theo kinh nghiệm của dân leo núi, thì chúng ta nên cắm trại ở đây trước. Ngày mai trời sáng hãy leo lên đỉnh núi. Ngài nhiệm đông, kinh nghiệm của ngài ở đây vô dụng thôi. Từ hôm nay trở đi, nếu như muốn tìm được tinh thành, thì cần phải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Mẹ kiếp, cái tên chim chim pháp này muốn hại chết cả đám mọi ta hay sao sương sương cô đưa anh mã đến nơi an toàn đi anh vẫn chưa làm vững giáp giáp thần bảo xa phải cẩn thận đấy ừ bùm lợi hại quá luồng khí từ dâu quét qua lại có uy lực lớn như vậy nếu như bị kéo vào thì coi như là có giáp thần bảo xa cũng bị cắn nát ra mất. Anh ta mặc dù có giáp thần bảo xa bảo vệ, cơ thể, nhưng kinh nghiệm chiến đấu gần như là bằng không. Vừa hay mình có thể không chế hồng, không chế hồng sơn thì cổ để giúp anh ta, nhưng hoàn toàn không chịu, chịu nghe theo sự khống chế của mình, nha, đồ ngốc, chém trực diện. Từ giữa là cách tấn công nguy hiểm nhất đó. Phọc! Dần pi Lực của cú đánh này mạnh quá Không đâm xuyên vào được Đôi mắt Nơi yếu mềm nhất lại có thể cứng như vậy Rõ ràng đã từng dùng lực mạnh nhất Cứ qua như là sắt thép thì cũng để đủ lại vỡ rồi Đúng là con quái vật không tầm thường Tiểu An nguy hiểm Phát Tiểu An Ngón tay đâm xuyên Xuyên Đáng ghét Ép ta phải ra đòn móng tay sát thủ Mật thuật Chỉ giáp kiếm Đừng qua đây Tôi đã nói rồi, một mình tôi có thể giải quyết. Ngay cả cờ động cũng không nổi, còn bài đặt nắm anh hùng. Tôi phải dành bụng nó ra xem ai hiểu sảnh có ở trong đó hay không. Ai nói tôi không cử động nổi chứ? Z, Z, Z. Cơ thể lộn ngược, anh ta muốn làm cái gì thế này xẹt Xe... giáp ngã xuống cát rồi lại dùng chiêu thức kỳ cục từ cánh tay đứt này hay sao lại còn dùng cát để tẩu thoát nữa bù bù bù. không lẽ trước khi anh ta đánh cãy tay bỏ chạy đã nghĩ đến việc phải tấn công vào phần bụng mềm của châu chấu rồi sao ở nơi còn nợ dụng Nỗ khí phần đầu bụng của con châu chấu này Để cố định cơ thể Khác thak khác Lắc người cũng không có tác dụng gì đâu Dâm 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 Thật sự không dám tin có người có thể vận lộn với con quái vật khổng lồ như vậy Mẹ kiếp có phải là mình Mẹ kiếp có phải là thế giới Mà mình từng biết hay không Chát 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 Quả nhiên phần bụng là điểm yếu nhất của nó Chỉ cần tấn công liên tục vào từng điểm một Thì có thể làm bụng được làm bụng được cái nỗ này phu 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 chu tiểu an chu tiểu an đồ ngốc còn nói không cần giúp đỡ chị dương đừng làm nhiễu loạn cậu ta cậu ta cột cậu ta cần một lần thắng mới có thể trưởng thành được mặc dù anh ta có giáp bảo xa thân bảo vệ nhưng với thực lực hiện tại của anh ta phải một mình khi... phải một mình chiến đấu với kiểu quái vật này thì vẫn còn quá sớm tuổi tác của cô chẳng phải còn nhỏ hơn cậu ta hay sao tôi là thiên tài chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả không sai cậu ta không phải là thiên tài ngay cả chiếc nhẫn cũng bị người ta lừa mới đeo vào tôi không biết để cậu ta cuốn vào thế giới này là đúng hay sai có lúc tôi thực sự muốn nhìn thấy cậu ta bỏ cuộc trở lại cuộc sống bình thường nhưng mà tôi lại rất tò mò Rốt cuộc cậu ta sẽ kiên trì được đến mức nào? Cạp Xem Lại còn dùng răng để ngoạm bụng của con quái vật nữa, là hại quá Cô đã sớm biết anh ta có thể làm được phải không? Không Bùm Tôi chưa bao giờ phỏng đoán, chỉ là quan sát Với trắng ra nà Cô ta lấy chu tiểu an ra làm thí nghiệm Cái tên ngốc đó vẫn còn thích cô này Nó muốn bỏ chạy rồi, cẩn thận, Đừng để bị nó quăng xuống. Muốn quăng ta xuống không dễ thế đâu. Tên tiểu tử đó đúng là không tầm thường. Cách canh đá đỏ năm cây. Giáo sư, mọi người mau đến xem kìa. Trên trời có một con châu chấu, to như cái máy bay ấy. Nào giác hay sao? Tôi cũng nhìn thấy rồi, tôi quá đi. Tôi thấy chắc chắn là bị nhiễm phóng xạ rồi. Chúng ta có mang máy đo độ phóng xạ hay không? Có lẽ nơi này có độ phóng xạ mạnh đó Khoảng cái gì chứ Trước khi đi tôi đã nói rồi Tinh thành chẳng có cái gì mà không mà không kỳ lạ cả Xem ra chúng ta cách tinh thành không còn xa nữa rồi Hai thư gì rơi xuống thế Buồn luôn quá đi Khốn nạn Mẹ kiếp Đi chết đi Đi chết đi vừa, Mọi người mau tản ra đi Giáo sư Nó nào xuống chỗ chúng ta rồi Xoát xoát Boom Pạc 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 Dâm Ôi trời ơi Đứng ở khoảng cách gần Nhìn to thật đấy Con châu chấu này Mà rán lên Cũng đủ cả làng Ăn nửa năm Tên họ triệu ngu ngốc này Thế mà cũng nghĩ ra được Hôn các anh có cái chảo dầu to như thế hay không? Bạn Quách Khải à, làm ơn gọi tôi là Triệu Vũ Thuần. Vũ trong vũ trụ, thuần trong thuần túy. Xẹt. Sư ca, các anh đừng làm ồn nữa, mau nhìn bên kia kìa. Mẹ kiếm, thôi chết đi, thôi chết đi được. Trong bụng của con quái vật này toàn là mấy thứ tạp nham. Bên trong có người. Đừng nhìn, đã chết rồi. Mọi người nhìn bên này, trong con quái vật này lại có một con quái vật nữa. Đó là gì vậy? Mã hiểu sảnh và tên béo lưu Không có ở trong bụng của bà chấu thần chết. Thật là không thể tưởng tượng nổi Hóa ra là một người Chẳng nghĩa là cậu ta thích chết con bọ khổng lồ này hay sao Cậu ta là người ngoài hành tinh chắc Giáo sư Đừng qua đó nguy hiểm Không sao các cậu cứ ở nguyên vị trí Đừng động đậy Chiếc nhẫn thần xa Không đeo lên trên tay người thường để tôi giúp cậu giải thoát nhé Không ai nhìn thấy cảnh này đâu Mặc giờ không ai nhìn thấy Mình đã nhặt chiếc nhẫn của cậu ta Nhưng chỉ có một mình mình đã từng tiếp xúc với tên tiểu tử này Một khi Giang Huyền Yến biết được Có đảm bảo cô ta sẽ không nghi ngờ mình Cho đến thời khắc cuối cùng Tốt nhất cô ta không nên biết điều gì cả So với toàn bộ kế hoạch thì chiếc nhẫn này không đáng là gì, không nên vì nhỏ mà mất lớn. Hay là trả lại cậu ta trước đi, mặc dù đây là cơ hội lớn, cầm được chiếc nhẫn thần xa. Đều thử thôi, coi như hôm nay là cậu may mắn đi. Xem ra lúc tôi ngủ đã xảy ra chuyện ngoài sức, chuyện ngoài sức tưởng tượng. Con côn trùng thật lớn, lưu dương, nghiên cứu sinh năm thứ hai. Biểu cảm của cậu chẳng thấy ngạc nhiên chút nào à. Đằng sau có người đến kìa, hình như là Giang Tiểu Thư, Chiếc xe đó là sao? chiếc xe đó là sao ta? Không lẽ đến tìm tiểu thư đó. Giang tiểu thư cô về rồi à? Chúng tôi nói chết mất à. Em gái à, tốt nhất là em không cần qua đây đâu. Cảnh này máu me lắm. Cảm ơn anh trai. Nhưng người ta lại thích xem mấy cảnh máu me này đấy. Hoa wow, tay cô ấy kìa Cô gái này là yêu quái sao? ngón tay rỗ dài như thế làm sao mà tôi biết được cẩn thận bị cô ta nghe thấy yên tâm trong cơ thể của anh ta có hồng sơn thi cổ của tôi chỉ khi não và tim cùng lúc bị lỗ còn không thì không chết được đâu cánh tay phải thì lại không có vấn đề gì chứ từ nhỏ tôi đã học y thuật với ông nội rồi tìm một người con tìm một người con trai có tạ người gần giống anh ta chặt đi cánh tay của người kia rồi khâu lại vào trong cơ thể của Tiểu An bằng kim tơ thi trùng là được. Những vết thương do chiếc do chiến giáp do chiến giáp xà ăn mòn không dễ điều trị như vậy đâu. Ít thì cũng phải tinh dưỡng một năm. Hơn nữa trong vòng một năm không được anh ta sử dụng lực của giáp xà nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ anh ta đã coi như là được một cuộc thử nghiệm của cô chưa? những việc mà cậu ta làm Vừa xa những phỏng đoán của tôi. Trong thời gian ngắn như vậy, cậu ta đã trưởng thành đến mức khiến tôi gần như là không thể nhận ra. Có chuyện gì vậy? Trời đột nhiên tối thôi. Không hay rồi, mọi người mau chạy đi. Lúc trời hừng sáng, tại tổ chấu thần. Ôi trời ơi, đúng là bà cháu thần bà cháu thần xuất hiện rồi nghe nói lần trước bà cháu thần xuất hiện là chuyện của mấy trăm năm trước rồi phải đấy chỉ cần bà cháu thần xuất hiện sẽ có tai họa đẫm máu không cần phải hoảng bà cháu thần là đến giúp chúng ta bảo vệ thần thú của năng mộ vũ vương hơn nữa hàng năm chúng ta đều dùng người sống để cúng tế cho bà cháu thần bà ấy tuyệt đối sẽ không làm hại đến chúng ta đâu để ta dùng ngọc thần mà thiên thần ban cho để đoán phận cắt hung Thiên thần cho ta biết, cháu thần bay trên trời là dấu hiệu đại cát. Mọi người, hãy cùng ta quỳ lại cháu thần đi. Mẹ ơi, con sợ lắm, con muốn về nhà. Đừng sợ, nghe theo lời của Long bà bà đi sẽ không sai đâu. Trời sao lại tự nhiên tốn lại nhỉ? Phải đấy. Này, mọi người mong nhìn đằng xa kìa, một bầy châu chấu lớn lắm. Là bọn chúng đã che đi ánh mặt trời. Không cần hoảng sợ, tiếp tục quỳ lại. Bọn chúng đi ngay tiếp cháu thần trở về đó, sẽ không làm hại chúng ta đâu. Nha, hợp hợp cứu tôi à, cứu tôi với cứu tôi mẹ ơi sao lại như thế này chối hạt cầu nguyện mà thiên thần ban cho không còn tác dụng nữa Nha! À. các ngươi các ngươi lộn người rồi đừng cắn ta ta và các ngươi đều giống nhau đều là con dân của bà cháu thần ba căn chiếc nhẫn nơi cách hồ dương lâm lục nơi cánh hồ Dương Lâm, lục châu hơn 20 cây. Mấy con côn trùng đó thật là đáng sợ, Đặc đà của chúng ta bị cắn sạch rồi, đám côn trùng nào, bay đi hết rồi. Phù, coi như còn giữ được cái mạng. Vừa nãy sợ chết đi mất, trên trời toàn là châu chấu. Tôi thấy bọn chúng chắc chắn là đến để báo thù con châu chấu khổng lồ kia, vậy mà chúng ta chạy nhanh, không thì đã thành đống xương khô cả rồi. Cánh tay của cậu ấy sao rồi Bị con côn trùng đó cắn Bị thương ngoài da Nhưng lúc ngã xuống từ trên lưng của lạc đà bị thương vào xương rồi Xin lỗi tôi quá nhát gan Giang tiểu thư Đã là cáo già rồi Không cần giả trò rõ ma thế đâu Vị tiểu ca này rốt cuộc nào bị làm sao vậy Mạnh giáo sư Chúng ta đều như nhau giáo sư đại học bình thường sẽ không đưa sinh viên đến những nơi nguy hiểm như thế này càng không thể sau khi nhìn thấy loại quái vật kia mà vẫn ung dung bình tĩnh như thế được nếu tôi là sinh viên của ông thì đã sớm hoài nghi thân phận của ông rồi ha ha còn ung dung bình tĩnh gì chứ thiếu chút nữa là bị dọa đến dọa đến điên rồi làm giáo sư luôn phải ra dáng trước mặt của sinh viên lần khảo sát khoa học Đi tìm tinh thần này rất khó là có thể mở ra một cửa ngân mới. Về cổ văn và lịch sử loài người. Trước trước khi đến lúc trước lúc lên đường, mình chẳng phải đã nói hành động lần này sẽ nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Người trẻ tuổi đâu là nghe con không sợ hổ. Bọn họ đến muộn, bọn họ đều muốn được tận mắt chứng kiến lịch sử. Tôi có đuổi cũng không đi kìa. Ấy, Hồng Tiểu Thư, sao lại cứ nhìn tôi chằm chằm như thế? Không phải là thích não già này rồi chứ? Không biết tại sao Từ lần đầu tiên Gặp Mạnh Trung liền có một loại cảm giác không thể nói thành lời Cảm giác đó rất là thoải mái Rất là quen thuộc Giống như rất lâu, rất lâu trước đây đã quen biết ông ấy Đây rốt cuộc là tại sao chứ Anh ấy là Chu Tiểu An Vài tháng trước tôi và anh ấy Cùng đã đến thần tích cổ lối võ di Thần tích Mấy đức ảnh văn tử, văn tự cổ Thần bí kia là chụp được ở trong đó sao Không hổ là giáo sư Tôi còn chưa nói ông đã đoán được rồi nếu đã nhắc đến chuyện này Tôi nên nói thật cho ông biết Những văn tự mà ông phiên dịch Không phải là văn tự theo hoàng đế Mà đến từ một chủng loại xa xưa hơn nữa Văn tự của xa tộc Cái gì Phải giả bộ cái gì cũng không biết Trong truyền thuyết ở Trung Quốc cổ đại Tổ tiên của loài người Nữ Hoa và Phục Hy Đầu là đầu người mình rắn Châu Mỹ cũng lưu truyền Có truyền thuyết về vũ thần xa Nhưng trên thực tế Những câu chuyện thần thoại đó đều là có thật Trong thần tích chúng tôi không chỉ phát hiện ra sự tồn tại của xa tộc và còn tìm ra bằng chứng bọn chúng tạo ra loài người vừa quá lố rồi những điều tôi vừa nói nghe có vẻ hoang đường nhưng đợi đến khi các cậu tiến vào tinh thành các cậu sẽ tin lời tôi theo như văn tự ở trong bức ảnh thì xa thần a á, á bỉ yên nghỉ ở đó chôn cùng xa thần có chu võ vương giang huyền niến còn chưa biết điều này mấy người các cậu còn chưa hiểu à chiếc nhẫn cổ trên tay của chu tiểu an chính là nhẫn của xa thần hóa ra là vậy không trách trên người của anh ấy lúc đó toàn là vải rắn. Xin hỏi, xà tộc nào là loại sinh vật ngoài hành tinh hả? Điều này trước nay vẫn chưa rõ, nhưng đáp án có lẽ nằm ở bên trong tinh thành. Tôi nào bị bắt đi đấy. Mục đích của chúng tôi không phải là đến tìm di tích thượng cổ à. Sao lại liên quan đến người ngoài hành tinh rồi? Đúng vậy, tôi còn tưởng là con châu chấu, khổng lồ kia là do những phải chất phóng xạ. Thế giới rộng lớn, không gì là không thể. Các em sợ rồi sao? Không không, không hề. Này, các người nhanh đến xem này, trên bức tường này có chữ Cái gì Được nắm lưu sướng Bình thường trong cậu trong mặt ít nơi Không ngờ lại xảo quyệt như vậy Quách Khải anh điên rồi Nếu không phải là lưu sướng dẫn chúng ta đến đây Chúng ta đã sớm chết rồi Thử nghĩ mà xem Chính nhà vị cầu ta chủ động dẫn chúng ta đến đây nên mới có vấn đề Hai người các cậu đều buông tay tôi Đều buông tay cho tôi Bằng tốt nghiệp không cần nữa hả Mạnh giáo sư Ngài còn chưa rõ hay sao Lưu Sướng đã tuyên bố là muốn gài bẫy thầy đấy Tháo sư, thầy thử nhớ lại những lời nưu sướng đã nói lúc trước xem sao. Mọi người mau trốn đi, trên trời đều là côn trùng, bay về phía chúng ta đó. Đây là sa mạc, vốn không có chỗ để trốn. Từ đây, đi về hướng đông nam dặm có một hang động có thể trú thân. Tôi dẫn đường cho mọi người. Sao nưu sướng biết nơi này có thể trú thân? Nhất định là vào lúc chúng ta đi qua đây, cậu ta đã một mình tự tiến vào hang động này trước rồi. Văn tự cổ ở trên tường đá, cậu đã sớm thấy rồi, nhưng cậu vẫn luôn giống mọi người tôi thấy cách phải nó không cách phải nó không sai đây rõ ràng là lưu sướng muốn một mình âm thầm trốn khỏi nơi này làm nghiên cứu tự phát biểu luận văn trong mắt cậu ấy còn có ngài giáo sư hay không các cậu xem tôi có nói tôi nói có đúng hay không không nói gì để nói nữa, không có gì để nói nữa rồi hả lưu sướng đừng qua đó để cậu ấy để ý tới cậu ấy ta để ý cậu ta làm gì đã là lúc nào rồi các cậu vẫn còn nghĩ đến luận văn nữa Có thể thông sót mà rời khỏi đây Còn không biết còn chưa biết kìa Nếu sướng, cậu đừng có suy nghĩ nông cạn như bọn họ Tần lệ không phải là bạn gái của cậu hay sao Gần đây đưa vợ chồng lại giận nhau hay sao Liên quan cái quái gì đến cậu Bắt đầu từ lúc xuất phát Hai người họ đã liếc qua đưa tình suốt, suốt cả chặng đường Tưởng ông đây không biết hay sao Nếu sướng, tao sẽ không tha cho mày đâu Mày cứ đợi đấy Lại là một loại văn tự chưa hề nhìn thấy Giáo sư, lại phải thỉnh giáo đến ngài rồi trên này viết gì vậy nếu tôi đoán không nhầm thì đây là văn tự tây nhung cách đây khoảng hai ba nghìn năm cũng chính là triều đại mà trụ nhà chu triều đại nhà chu có lẽ nào lại có liên quan đến hoàng đế của thần liên quan đến hoàng thân quốc thích nhưng giáo sư tây nhung không phải là không có văn tự hay sao điều này giới học thuật đều đã công nhận rồi mà khoa học tuyệt đối không phải là một một quyển đã được viết xong Hãy nhớ câu danh ngôn này của của Einstein Giáo sư, thầy nói hay quá Em nhất định là ghi nhớ lời dạy của thầy Đồ nịnh ngọt Nếu sướng qua đây Hàng động này do em phát hiện ra Vậy thì văn tự sẽ do em phá, giải Tôi không thể cấp thành quả nghiên cứu của em được hừ kiểu thử thối Quả nhiên là bị giáo sư ghi, dặn, ghi hận rồi Xem mày làm sao mà xuống đài được Theo những gì văn tự ghi trên đã, Văn tự đã ghi này Đồng này gọi là hoàng thần miếu là nơi hậu nhân của Tây Nhung thờ cúng châu chấu thần. Trên vách đá còn ghi chép quá trình xây dựng hang động này. Cùng số lượng cống phẩm dâng lên mỗi năm và cả một nơi vài cầu khấn với chấu thần. Cậu nhất định là bịa đặt. Dù sao chúng tôi cũng xem không hiểu. Thế nên cậu tùy tiện nói thế nào cũng được. Bộp bộp, hoàn toàn chính xác. Hiện nay người Trung Quốc có thể nhận biết văn tự Tây Nhung cũng chỉ có lưu sướng phá tôi. Văn minh Trung Hoa trước giờ luôn kỳ thị dị tộc ngoài các dân tộc xung quanh là Đông Di, La Man, Tây Nhung, Bắc Địch, thực ra những dân tộc này đều đã tạo ra văn tự của riêng mình, chỉ là có người không muốn lịch sử của họ được lưu truyền ra. Lưu Sướng sinh ra ở Thanh Hải, mà Thanh Hải lại chính là nơi bắt nguồn của Tây Nhung. Lúc trước tôi quả thật đã, cộ, đã cố che giấu việc phát hiện ra những văn tự ở trong hang động này, vì nghiên cứu lịch sử của Tây Nhung là ước mơ lúc nhỏ của tôi, tôi muốn tự mình hoàn thành ước mơ này. Có nhiên đàn ông có hoài bão, lý tưởng là đẹp trai nhất ngu ngốc đường ra của nghiên cứu sinh không ngoài việc được giữ lại ở trường học hoặc là các phòng nghiên cứu đắc tội với giáo viên hướng dẫn tương lai đều, đều đã bị hủy rồi ước mơ ước mơ của mình chính là đưa may ma hiểu thiến sống sót trở về thành phố kim thiên sau đó mai tam thuận sẽ có thể điều mình tới làm bộ trưởng công an ở khu vực mở rộng bây giờ ma hiểu sinh đã chết rồi ước mơ của mình toàn bộ đều đã tan vỡ gọi là động chỗ, gọi là động chấu thần này nghiên cứu sinh bọn họ thờ cúng bà ta trong tiếng tây nhung xa cách ba nghĩa là gì đừng có nghiêm lặng như thế được không cậu mong nói đi à câu hỏi của anh không ai có thể trả lời được tại sao thời viễn cổ không hề có phiên năm hạng tiếng hán cho đến mãi thời nhà đường mới có văn tự văn tự mẫu được ghi chép lại hay cũng chính là phiên âm của tiếng hán của người cổ đại nhưng dù thế nào vẫn không cách nào biết được cách phát âm của người cổ đại giống như cách phát âm của người thượng hải và người đông bắc ngày nay tiếp tục là khác nhau thì ra là vậy sao anh lại hỏi điều này vì người xa cách ba đưa chúng tôi đến đến đây tự xưng là hậu duệ dạ của chu võ vương còn nói xa cách ba nghĩa là thu, thủ năng tôi muốn biết điều này có thật hay không thủ năng chu võ vương người nói mấy nơi này đâu rồi chết rồi đúng rồi tiểu tử kia còn nói mộ của chu võ vương chính là ở trên thiên cung tinh thành thiên cung tinh thành là thánh địa của xa tộc tại sao chu võ vương có thể chôn ở đó chả lẽ giữa cơ phát và xa tộc có bí mật không thể cho ai biết tôi thấy đây ngược lại lại là tin tốt hả các bạn nghĩ mà xem người thủ năng sẽ không thể cách quá xa năng mộ mà mộ của võ vương lại ở tinh thành có nghĩa là chúng ta đã ở rất gần tinh thành rồi. Hy vọng tìm được tinh thành là rất lớn. Chúng ta thật sự có thể thấy cảnh tượng tòa thành ở trên không ở trong phim hoạt hình hay sao? Tòa thành ở trên không, ở trong phim của Cùng Kỳ Tuấn, là làm, ở, là làm khuất ở trong mây. Bức tường rắn chắc chắn. Bức tường rắn chắc này. Thế nhưng lại vạn dặm không mấy đây. Ai cần anh nhiều chuyện. Tôi tưởng tượng thì đã làm sao. Anh sai rồi, anh sai rồi. Ông già cứ nhìn chằm chằm anh ta Có suy nghĩ Bất chính gì rồi phải không Cô bé đừng hiểu nhầm Tôi đang nghĩ Nếu mắt thịt của loài người không thể nhìn thấy tinh thành Vậy xà tộc xây dựng tinh thành nhất định là có thể nhìn thấy Hoặc là có người có thể biến thành thân xa Vị huynh địa này chính là mấu chốt để tìm ra tinh thành Thật mong cậu ấy có thể lập tức tỉnh lại Cho dù cậu ấy có tỉnh lại thì cũng vô ích thôi Tại sao? Lúc trước tôi đã nói rồi một năm gần đây, anh ta sẽ không thể nào tiếp tục sử dụng bảo giáp sa thần được nữa. Tay trái đang bốc cháy. Ai đến giúp tôi với? Sắp cháy đến toàn thân rồi. Có ai có thể nghe thấy lời của tôi không? Cứu tôi với. Chu Tiểu An, còn nhớ vài ca xác chết mà ta đã dạy cho đã dạy con ngâm hay không? Quên đi đau đớn, dùng tim ngâm đi, không được dừng lại. Điều chỉnh hơi thở của con, tăng sức mạnh của linh hồn. Không ngừng ngâm ca, cứ tiếp tục ngâm ca đi. Vậy à, vậy thì tiếc quá rồi Giáo sư, muộn rồi, thành nghỉ ngơi sớm đi Tiểu này, nằm ngay cạnh anh này Có gì nguy hiểm anh sẽ bảo vệ em Cảm ơn Tôi với Vương Tĩnh cùng nằm chung một túi cũng được rồi Đây là túi ngủ của tôi Nếu không chê thì ngủ tạm nhé Cảm ơn Ý, nêu sướng đâu Tại sao không thấy nêu sướng Nó cho cậu ta làm gì Kể từ đó một chút ý thức tập thể cũng không có Các bạn ngủ trước đi, tôi đi tìm cậu ấy Ai, ai ở đó thật là rõ ràng vừa nghe thấy tiếng bước chân <laughs> giáo sư thầy yên tâm em sẽ không nói gì hết cậu biết nhiều như vậy bảo tôi làm sao yên tâm đây nha các cậu có nghe thấy âm thanh vừa rồi hay không người đâu mau đến đây là tiếng của giáo sư nhất định là xảy ra chuyện rồi nhanh đến bảo vệ giáo sư chợ ngu ngốc Cậu xóa nhầm dây của tôi rồi Cậu đi đâu của tôi không được à Cởi ra cho tôi, cậu bị hôi chân Níu sướng cậu tỉnh lại đi Tốt rồi, giáo sư, giáo sư không sao, níu sướng Níu sướng làm sao thế Cậu ấy chết rồi Sao có thể, vừa rồi cậu ấy vẫn khỏe mà Tôi đến đây đã thấy cậu ấy nằm ở dưới đất Dọa tôi hết hồn Sau đó, tôi mới gọi các cậu qua đây Đáng tiếc cậu ấy đã tắt thở rồi Hang động này đã bị đá nấp kín Đây hoàn toàn là cấu tạo của mật thất Trợ ngu ngốc Cậu đọc Conan nhiều quá rồi đấy Tôi đã nói đừng có gọi tôi là trợ ngu ngốc Nếu sướng chết rồi Người được nợ nhất chính là Quách Khải cậu Cậu bị tình nghi không biết đâu Cậu đừng có nói vậy Tôi nói bậy, tôi nói bậy chỗ nào xa Nếu sướng cấm mất bạn gái của cậu Tần nã, Đây chính là động cơ giết người của cậu Bốp Máu mũi chảy rồi Quách Khải anh làm gì thế anh thừa nhận trong lòng của anh rất đố kỵ với Niu Sướng. Mặc dù anh nhiều, nhiều tiền hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, anh vẫn ghen tị với cậu ta. Em có biết là vì sao hay không? Tất cả đều là vì em. Để theo đuổi em, anh đã dốc hết tâm tư mua quà cao cấp nhất tặng em, lái xe chở em đi chơi biển. Anh tuôn mất nửa năm mới có thể có được em. Nhưng hắn ta tại sao? Hắn rõ ràng còn chưa từng mời em cả một bữa cơm. Hắn cái gì cũng chưa làm, mà em đã chủ động ngã vào lòng hắn. Em nói sao anh có thể không đố kỵ với hắn Mẹ nó Cậu tốt xấu gì cũng là từng qua lại với cô ấy Còn não tử đây Đó là nhìn ảnh cô ấy mà tự gạch tự giải quyết Và người ngu xuẩn Không sai anh rất căm ghét hưu sướng Nhưng anh không có giết hắn Lúc hắn chết Anh đang, ở, đang, anh đang nằm ở trong túi ngủ với mọi người Không có Ngoại thương hay là mất máu Cũng không có dấu vết bị trúng cắn Ngoại trừ khả năng cậu ấy bị giết hại Cậu ấy có tiềm sử bệnh tim hay không không có đâu, cậu ấy thích thể thao, thân thể rất là khỏe mạnh. vừa rồi văn tự cổ trên tường đá mà nêu Sướng phá giải, không phải là những văn tự cổ đại, có chứa một loại nền nguyên nào đó gì chứ? các cậu mau nhìn kìa, ở đây cũng có văn tự tây nhung. chính nhà nói trước khi chết, Niu Sướng đã phát hiện ra cái này, không thể nhầm được, nhất định là nền nguyên. phật mỹ nữ cô đang muốn làm gì im miệng vậy mà không hề né tránh nó hồ ni giả bộ giống thật đáng tiếc trò hề này ông không thể qua nổi mắt tôi đâu cô bé không phải là nghi ngờ đã phu giết sinh viên của mình đó chứ vừa rồi vị cảnh sát kia cũng đã nói trên thi thể không hề có ngoại thương bây giờ phải vạch trần ông ta cô em gái mới nhận này của tôi bướng bỉnh quen rồi mạnh giáo sư không cần phải chấp nhận với cô ấy nói đúng lắm nói đúng lắm chỉ ta đang ám thị mình không nên nói chuyện cảnh sát mã anh nghĩ lưu sướng chất như thế nào tôi nghĩ là đột tử đột tử tổ chức y tế thế giới cho rằng người khỏe mạnh bình thường đột ngột xảy ra tử vong ngoài ý muốn chính là đột tử thân thể mệt mỏi quá mức hoặc là tinh thần hưng phấn cực độ cuối cùng đều có thể dẫn đến tử vong tôi không tin cậu ấy còn trẻ như vậy bình tĩnh nào nước ta mỗi năm có hơn một trăm vạn người đột tử, đột tử trung bình cứ 3 phút sẽ có một người đột tử. Trường hợp người trẻ tuổi đột tử rất nhiều, chẳng hạn như người nghiện game đột tử, do thân thể quá mức mệt mỏi, tinh thần hưng phấn cực độ. Thật sự là quá đáng tiếc, nếu sướng có lý tưởng như thế loại người chỉ quan tâm đến bằng cấp như tôi thật là thấy hổ thẹn cậu ấy là sinh viên mà tôi tâm đắc nhất vốn hy vọng cậu ấy có thể kế tục sự nghiệp của tôi là tôi đã hại cậu ấy thềm để câu sau lại là nói thật trước khi tiến động truyền vào trong hang mình đã nghe thấy trong hang có hai giọng nói đang đối thoại mặc dù cuộc đối thoại có nghe mặc dù đối thoại không có nghe rõ nhưng có thể chắc chắn chính là giọng của hai người tôi đến đây đã thấy cậu nằm ở dưới đất Dạo tôi hết hồn Sau đó tôi mới gọi cậu ạ Sau đó tôi mới gọi các cậu qua đây Đáng tiếc cậu ấy đã tắt thở rồi Sự thật hoàn toàn mâu thuẫn với những gì Mà lão đồng chết tiệt này đang nói lúc đó Ông ta đang nói dối Ông ta ban nãy không có chút phản ứng nào Với móng tay đông qua Chứng minh thần kinh vận động của ông ta rất là kém Ông ta rút cuộc làm sao Có thể giết người Mà vừa không gây ra tiếng động Lại vừa không để lại thương tích nhỉ Nữ sướng đã chết Người có thể phiên dịch văn tự Tây Nhung chỉ còn lại Mạnh giáo sư ông thôi Mấy ông giúp chúng tôi phiên dịch văn tự ở đây một chút nào Hóa ra chị ta ngăn cản mình vạch trần não già chết tiệt này Là vì điều này Chị ta có lẽ đã phát hiện ra vấn đề rồi Chỉ là lòng dạ thâm sâu thật Anh Tiểu An vốn không phải là đối thủ của chị ta Được rồi Đây cũng xem như là giúp Nưu sướng hoàn thành di nguyện đi Trên tường đá này nói mấy người tây nhung này ngoài thờ cúng chấu thần ra còn thờ cúng cả tổ tiên của họ chu võ vương cơ phát những gì ba ken nói vậy mà lại là thật hóa ra tây nhung là người chu lại còn có cùng tổ tiên thờ nhà thương dùng người sống để tế xa thần nhưng tế phẩm không phải là người thương mà là dân chúng tây nhung đánh cướp về mỗi năm đều có rất nhiều tây nhung vì thế mà bỏ mạng bọn họ vô cùng căn lẫn thương vương về sau trong tây nhung có một bộ lạc du mục gọi chu họ chu trở lên lớn mạnh thủ lĩnh cơ phát vì không muốn để con dân của mình làm vật tế phẩm nên đã phát động cuộc chiến tranh phạt trụ nhà thương độc bá trung nguyên vốn nhận được sự bảo hộ của sa thần nhưng do thương vương tân đế đã phản bội lại sa thần nên sa thần không tiếp tục bảo vệ hắn cuối cùng cơ phát diệt thương lập ra nhà chu làm chủ trung nguyên thật không dám tin võ phương phạt trụ trên thực tế lại hoàn toàn khác hẳn so với những gì sử sách đã nói nguyên nhân dẫn đến chiến tranh vậy mà lại do tế người sống dâng lên xa thần. Trời ơi, điều này cũng quá hoang đường rồi. Hóa ra những chuyện mà cô nói về xà thần đều là thật. Giáo sư, trong văn tự có nói đến chuyện sau khi võ vương chết hay không? Ờ, à, tôi cũng đang định nói đến việc đó đây. Đoạn kết này có nói sau khi cơ phát đập ra nhà chu. đấu nội thì dùng chính sách nhân từ, hoan dung với nhân chúng. Đối ngoại thì đoàn kết các gia tộc. Cuối cùng thiên hạ thái bình. Xà thần cảm động trước công đức của ông nên đã cho phép ông sau khi chết được tiến vào tinh thành, thân thể vĩnh viễn không bị không bị phân hủy. nói như vậy tinh thành thật sự là tồn tại. hừm ngoài cái này còn có một tin tức tốt, các người còn có một tin tức tốt, tin tức tốt khác càng khi người hơn nữa. bên trên có nói tinh thành nằm ở trên đỉnh của một ngọn núi thần ở phía tây bắc. cùng lúc đó ở hang châu chấu thần có ai không chúng tôi ở bên này đã tám tiếng trôi qua rồi vì sao vẫn chưa có người đến đây cứu chúng ta Đường luôn nóng bọn họ nhất định là đã gặp phải rắc rối gì rồi nếu không cũng sẽ không thể bỏ mặc chúng ta ở đây được có khi nào bọn họ nghĩ rằng chúng ta đã bị chấu thần ăn thịt rồi không dáng vẻ sợ sở tuổi thân thật là đáng yêu cô nam quả nữ đồng không mong quạnh mình sắp không khống chế nổi rồi phải nhân lúc này ôm lấy vai mà an ủi cô ấy không biết tiểu an bây giờ ra sao rồi anh ấy không thể xảy ra chuyện gì cậu yên tâm đi cậu ta bây giờ có thể một quyền hạ đo ván đội trưởng mỹ nữa đi mỹ nữa kìa đáng ghét lúc này rồi mà vẫn còn nhớ tới chu tiểu an có lẽ mình phải bá vương ngạnh thượng cũng thôi không được mình là thật lòng thích cô gái này lúc này mình nên thể hiện trí tuệ và dùng khí của bản thân khiến cô ấy thật lòng yêu mình mới phải cô khô có một chuyện quan trọng người không uống nước sẽ chết thế nên trước khi chúng ta cứu được được cứu thì chỉ có thể uống nước tiểu để cầm hơi mà thôi nhưng bên cạnh chúng ta lại chẳng có đồ đựng vì thế tôi đã nghĩ ra một cách chúng ta thay nhau đút nước tiểu vào miệng cho đối phương bốp đau quá đau quá như phú quý dù gì cậu cũng là bạn học của chu tiểu an tại sao lại tố chất kém như vậy chứ chẳng trách chu tiểu an khuyên tôi phải cách xa cậu một chút tôi chỉ đùa một chút thôi kể cả ra mất không khí căng thẳng mà thôi để tôi thử lại xem có thể trèo lên kia hay không không cần đâu cậu rơi xuống cũng hơn chục nghìn lần rồi tôi nhìn mà cũng thấy sốt ma tiểu thư thực ra khiến cậu rơi xuống đây cũng là tôi vì muốn nhân cơ hội riêng vì muốn nhân cơ hội ở riêng một chỗ với cậu là tôi đã hại cậu đừng nói mấy lời này nữa Dần lúc đó nếu không có cậu thì tôi đã bị châu chấu ăn thịt rồi tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cười nhé được năm ngoái cảnh sát nêu ở trong lễ cưới đã thể hiện tình cảm bằng một bài thơ nếu em là áng mây trên trời cao nhẹ nhàng trôi theo gió thì anh sẽ là chó hoang dưới mặt đất đuổi theo bóng hình của em em trôi nhanh chờ trôi nhanh Châu nhanh quá, khiến anh vội vàng cất tiếng sủa gâu gâu. Không muốn cười sao? Tôi đọc không muốn cười như chú ấy. Nếu lúc đó cậu có mặt chắc định là sẽ cười năn lộn ra. Hư hư. Hư hư. nước cậu ấy tỉnh rồi. Ôm thử từ thôi, cẩn thận sạc. Khu, khu Cánh tay phải của cậu Cánh tay phải bị châu chấu thần ăn mất mọc lại rồi Chả trách những hôn mê Vẫn luôn thấy cánh tay này nóng rực Mặc dù vẫn cử động được bình thường Nhưng lại không hề có cảm giác ra thịt Giống như không hề thuộc về cơ thể của mình Sương sương Vốn muốn giúp cậu nối ghép tay Không ngờ tay của cậu lại tự động mọc ra Vậy là xong rồi Biến thành tay phải rắn rồi Không đơn giản như cậu nghĩ đâu Cởi áo ra mà xem ý Cánh tay của tôi là gãy từ đây Không phải là cánh tay một loại hay sao Tại sao trên vai lại cũng có vảy rắn hả Bảo giáp của xa thần là song nhẫn kiếm Nó có thể cho cậu sức mạnh Thì cũng có thể chiếm đoạt cơ thể của cậu Khi vảy rắn Khi vảy rắn lan ra toàn thân Cậu sẽ mất đi nhục thể và ý thức Như vậy sao Cánh tay này cứ qua như này, chuông theo Bà châu chấu thần đi Không no, không no, vẫn còn lâu lắm sự trưởng thành của ngươi là bắt đầu từ sự mất đi xem ra cậu đã hiểu được tạo lý này rồi đúng rồi tôi đã ngủ bao lâu rồi mai hiểu thế đâu cậu đã nằm cả đây gần sáu ngày rồi sau khi cậu hôn mê bọn tôi đã bị châu chấu tấn công tôi hỏi nó mai hiểu thiến đâu nói đi cậu ấy ở bên ngoài tiểu an chuyện gì thế này còn hỏi chuyện gì à con mẹ nhà cậu ngủ chết đi cho xong Bây giờ tỉnh lại còn nói chuyện gì chứ Hiểu thiến cô ấy chết rồi Tôi và Hiểu thiến bị nhốt ở một nơi không có đồ ăn Không có nước uống Chỉ toàn là cát Xuyệt Nha hai tiếng sau, một trưởng liền có thể đánh bay đầu của anh rồi. anh tiểu an đúng thật là có tiến bộ. anh, anh lúc đó thương tâm quá độ, không hề có phòng bị. là em gái không phải là nên nói đỡ cho anh, anh trai hay sao? cái kiểu không biết sống chết đấy của cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ phải chết thôi. chết rồi cũng tốt, miễn cho anh tiểu an lúc nào cũng phải lo lắng cho cô ta. vậy mà lại khóc thành cái dạng này, anh sẽ không phải là thật sự thích cô ta rồi đấy chứ? đồ ngốc Con người Có gì tốt mà phải thích chứ Chả kinh dâm lại cho anh Em còn nhỏ Loại tình cảm khắc cốt ghi tâm này Em không thể hiểu được đâu Hay tùy anh vậy Thật ra vào ngày thứ hai sau khi cậu hôn mê Cũng chính là ngày thứ hai Hiểu thiến bị nhốt Chúng tôi đã lái xe đến cứu viện cho bọn họ rồi Đáng lý Thời gian cứu viện rất là dư giả Ai cũng không thể ngờ đến kết cục như hiện giờ lúc cậu chiến đấu với bà cháu thần đã đạp vách đã đạp vào vách núi khiến cho hang động sụp đổ chúng tôi không có công cụ có công cụ để khai thông nên chỉ có thể dựa vào sức người mà giải cứu nếu không có lưu xương xương giúp đỡ thì một tuần cũng chưa chắc đã có thể tiến vào hang sâu đáng tiếc thời gian năm ngày vẫn là quá dài tiểu tiến không thể kiên trì đến lúc chúng tôi tới để tôi một mình ở lại đây một nát đi tôi biết lòng cậu rất là đau buồn nhưng cho dù là quỳ mãi bên cạnh cô ấy thì cũng chẳng ích gì đâu. Lời tôi nói anh không nghe không hiểu hay sao? Chúng ta vào trong trước đi, cho cậu ấy yên tĩnh một mình. Anh tôi không đáng tin cậy, nhưng Mai Hiểu Thiến cũng không phải là do anh ấy hại chết. Anh tại sao lại xuống tay độc ác với anh ấy như vậy? Có phải tất cả chúng tôi phải bố táng cho cô ta thì anh mới vừa nào hay không? Ha <laughs> ha, tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng vào lúc cô ấy cần tôi nhất, Tôi vậy mà lại đang ngủ một giấc thật sâu Có phải rất nào được cười hay không Chu Tiểu An kể từ bây giờ anh thuộc về tôi Tôi từ ngày đó Luôn mơ ước có thể phá giải những bí ẩn ở Trong lịch sử loài người Buổi trưa ngày hôm đó Quách Khải Có cậu sao rồi còn đau hay không Tên tiểu tử đó điên rồi Rõ là đồ quái vật Thật không dám tưởng tượng nếu đồ quái vật đó quay lại Thành phố sẽ xảy ra chuyện gì Bảo chúng tôi quay về Anh đang đùa hả Tinh Thành đã ngay trước mắt rồi Đội khảo cổ chúng tôi dựa vào cái gì mà phải nghe thao lệnh của anh Tôi đã nói rồi Tinh Thành không phải là nơi mà những người bình thường nên đến đâu Tôi không thể bảo vệ được sự an toàn cho các cậu Mới đánh chết một con trâu trấu khổng lồ thôi Mà đã nghĩ mình là siêu nhân rồi sao Ai cần anh bảo hộ hả cho dù chúng tôi có hy sinh trên con đường truy tìm Chân lý cũng không liên quan gì đến anh Ngô Park Chú Tiểu An cậu muốn làm gì Mau dừng tay lại Gần đây cậu ta học được cách Lấy người khác ra chút giận nhỉ Đây chính là mùi vị của cái chết Tôi đã nếm thử rất nhiều lần rồi Lần trước khi nói bản thân không sợ chết Tốt nhất là lên Biết mùi vị cái chết trước đã Còn ai muốn nếm thử hay không cái chết của cô gái kia đã tạo nên một đả kết rất lớn đối với chu tiểu an anh ấy không muốn chúng ta rơi vào bi kịch đó theo tôi không đến tình thành là một mà là một chuyện tốt không đáng để hy sinh tính mạng còn nếu vướng mắc ở chỗ giáo sư thì cùng lắm chúng ta đổi giáo viên hướng dẫn là được các cậu vẫn là nên lo cho mình nên lo nên lo cho thân mình trước đi tôi đã làm cảnh sát cả nửa đời người rồi gặp qua vô số người sau này các cậu tốt nhất là nên cách xa cách xa mạnh ai một chút nếu còn tiếp tục qua lại với hắn chưa biết chừng sẽ lại có người trở thành nưu xương thứ hai không phải ông nói nưu xương bị đột tử hay sao phải nhưng nguyên nhân đột tử có rất nhiều loại trực giác logic cho tôi thấy mạnh ai có thể đã động tay động chân gì đối với nưu xương không phải chứ một não già như ông ấy làm sao có thể giết người còn nhớ câu mà tiểu an đã nói hay không tinh thành không phải là nơi mà người bình thường nên đến ông nói cậu ấy ông nói cậu ấy nói câu này hả không sai câu này đúng là có nghĩa là năm người muốn đến tinh thành không phải là người mạnh ai cũng không nằm trong mạnh ai cũng không nằm trong phạm trù loài người cái gì nếu ông ấy không phải là người vậy vì sao ông ấy lại muốn tìm đến tinh thành điều này tôi cũng không rõ nhưng tôi tin chu tiểu an bây giờ có kế hoạch riêng của mình anh mã tôi muốn mang theo thi thể của hiểu thiến đến tinh thành có thể sẽ có cách giúp cô ấy sống lại. Sau khi anh trở về, đừng đến tìm Mai Tam Thuận, đến bệnh viện mà mẹ tôi ở đợi tin tức của tôi. Tên tiểu tử này, sớm đã ăn mài xong mọi chuyện rồi, cậu ta đã không còn là Chu Tiểu An mà mình quen biết trước đây nữa rồi. Các cậu mau nhìn kìa, đằng xa có người, cái gì? Đưa ống đây. Nếu là gặp phải người xa cách ba thì chết chắc rồi. Bố của Mai Tiểu Hình, Mai Hiểu Tình, thị trưởng của thành phố thiên kim mai tam thuận ông ta sao lại đến đây chứ đằng xa còn có cả lều trại còn có cả những người khác nữa nghe nói đội bà cậu phá đi tìm kiếm dấu vết của sa thần đã chết ở trong điện sa thần rồi ha ha ngũ gia là đang đấu kỵ với việc tôi nhìn thấy chân dung của sa thần hay sao Đáng tiếc, mấy trăm năm gần đây thì tao cũng chỉ còn lại người bạch gia chúng tôi tiến vào được thần tích. Còn người nêu ra các ông thật sự là đời sau không bằng đời trước à? Vụ lần trước, nêu gia ta nhận thua. So với tinh thành, thì thần, thì thần tích nêu vỗ gì chả là chả tính là gì cả. Có dám cùng lão phu đánh cờ xem hai nhà bạch nêu người nào tiến vào tinh thành trước hay không? Hờm, tôi biết tôn tử và tôn nữ của ông đang đi cùng với chu Tiểu An. Tôi phải cảnh báo trước người nào đến tinh thành trước tôi sẽ giết người đó được thôi tôi sẽ ghi nhớ câu này của cậu não già chết tiệt thằng nhãi con này hai người các cậu tách nhau tách nhau ra một đường này còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa chỉ cần các cậu giúp tôi tìm lại mai, mai tiểu thiến tôi sẽ chia thành phố thêm kim cho hai người nhà các cậu mỗi người một nửa đến nước đó lấy bờ biển nằm danh giới ngăn cách hai nhà các cậu mọi người nước sông không phạm nước giếng Cảm ơn thị trưởng Mai, đã hổ nhất định là sẽ giúp hết toàn lực. Hừm. Chả lẽ chỉ mẫu yêu ra các người hiểu chuyện hay sao? Lúc đầu, chịu ung thư cho thị trưởng cũng là các người. Mấy câu định hốt này, không thể để các người nói hết được. Thị trưởng Mai yên tâm. Có tôi ở đây, cho dù là xà thần cũng không động đến được một sợi tóc của lạnh ái. Hừm, các cậu đừng chỉ biết nói mồm. Chỉ tìm được chỗ nghỉ chân của bọn họ mới là điều mấu chốt. Kia là chiếc xe cảnh sát mà Hiểu Thiến đã đã đi lúc đầu đã không phải là mong ông nó bị ảo giác rồi đấy chứ hiểu thiến hiểu thiến hiểu thiến hiểu mã dũng hiểu thiến con gái ta đâu rồi xin lỗi thị trưởng mai hiểu thiến cô ấy đã không còn rồi cậu nói cái gì trời giết tôi rồi mai thị trưởng ông ấy đã ngất rồi đưa vào lều trước rồi hãy nói tiểu an sương sương và phú quý bọn chúng thế nào bọn họ đều rất khỏe bây giờ có lẽ đang trên đường đến tinh thành Mang hiểu tiếng chết, chu Tiểu An nhất định là sẽ rất bi thương. Cậu ấy vẫn ổn chứ? Có gì thì cứ nói thẳng ra đi, chúng tôi đều là bạn tốt của chu Tiểu An. Cánh tay phải của cậu ấy mọc đầy vảy rắn. Cái chết của Hiểu Thiến đối với cậu ấy là một đả kích rất lớn. Điều này đối với cậu ta cũng là một điều khó mà tiếp nhận được. Sớm chấp nhận sự thực mới là chuyện tốt. Tiểu An, bọn họ... Bọn họ buổi sáng đã lên đường rồi. Điểm đến hình như là ô nhan. Ô nhan chắc nghĩ sơn làm ở biên giới Trung Mông, cao 4.357m so với mực nước biển, đỉnh núi quanh năm phủ tuyết. Vách núi dựng ngược, rất ít người đặt chân đến đấy. Không hổ là hướng dẫn đến Mông Cổ mà thị trường mời đến, chúng ta cách nhau đó còn bao xa. Ô Nan Đồ Á, 23 tuổi, hướng dẫn viên, sở trường cung tên, còn khoảng một ngày đường. Một ngày đường, bây giờ lên đường còn có thể đuổi kịp bọn họ. Tên béo chết tiệt này thật đúng là phiền toái tôi phải trị liệu cho mai thị trưởng ô nan đồ á ở lại giúp tôi những người khác thì mời ra ngoài đi chúc mừng ông lại có cơ hội vỗ mông ngựa rồi còn ngẩn người đến đấy ra ấy làm gì nhân lúc mai não đầu còn chưa tỉnh lại còn không mau chạy đi chút nữa mà ông ta muốn giết cậu thì cậu không còn mạng nữa đâu cảm ơn tôi mãi mà vẫn không hiểu chu tiểu an đã anh ta nhập thi tộc không còn quan hệ gì với cậu nữa vì sao cậu còn muốn đi tìm cậu ta Cậu không phải là không đội trời chung với thi tập hay sao Điều này hiện nay tôi không thể nói được Tóm lại đối với cậu ta Chỉ có lợi mà không có hại nào được rồi Ô nhan chắc nhĩ sơn Trương tứ nục Độ đặc công 7 Lưu thất bát độ đặc công 7 đã một tuần rồi, vậy mà đội trưởng nương, bọn họ một chút tin tức gì cũng không có. Hai thằng chúng ta ở lại doanh trại cũng sắp chán chết rồi. Thôi đi, ở đây còn tốt hơn là đi tìm cái tinh thành quái quỷ kia. Nói đi cũng phải nói này, tôi vẫn không hiểu tại sao đội chúng ta phải mời mấy tên ngoại quốc kia chứ. Chuyện gì không biết thì tốt nhất là chớ nên thắc mắc. Chẳng lẽ Trương ca biết được nội tình hay sao? Hai chúng ta ở đây cũng xem như là có duyên. Tôi nói cho cậu một bí mật. Ngàn vạn lần chớ nên nói cho người khác. Cái người nước ngoài, tên nào lâu lập đó không phải là người. Không phải là người, anh đang đùa gì thế? Chả lẽ lại là quỷ hết sao? Tôi biết là cậu không tin mà, bỏ đi, tôi, tôi không nói nữa. Đừng, đừng, đừng có chuyện nói, đừng có nói giải chứng như thế chứ. Uống nào. Tiền được một tên. Trương ca, anh kẻ vụ tên ngoại quốc kia làm loạn, đội 107 là chuyện thế nào? Sao tôi không biết chút gì vậy? Trong đội mất đi một người, chuyện lớn như thế. Chả lẽ lại để cho mọi người biết hết hay sao? mấy tháng trước tôi không phải đã dẫn đến một cậu em họ hay sao hôm đó em họ tôi vừa đúng phiên trực ban nó đã tận mắt trông thấy sau này vì để giữ bí mật tất cả những binh lính đã chứng kiến chuyện kia đều bị đem đến một nơi hoang vu chim cũng không thèm để trứng rồi lúc đó may mà có một vị đạo trưởng đã chế trụ được tên người ngoại quốc đó em họ của tôi đừng mời vị đạo trưởng kia uống rượu ông ta trong nước uống say đã kể nó cho tôi đã kể cho nó anh nói tên đạo sĩ cuốn phải quanh người kia hả? Không sai, nghe đạo trưởng nói tên ngoại quốc kia là xác ướp ở trong nô phù cung đã thành tinh. Hắn đã tu luyện mấy nghìn năm rồi, trên người có vài dòng hệ hộ thể, có thể đã kiếm bất xâm. Tên ngoại quốc là Sát ướp, chúng ta làm thế nào đối phó với hắn được? Hay sợ cái gì? Chúng ta có thể theo đạo trưởng học võ công à? Ông ấy đã mở một lớp huấn luyện, một học, một giờ hai trăm năm mươi đồng, Vậy là tôi giới thiệu sẽ có thể giảm được 20% Tôi nói cậu à Đạo trưởng ngoài dạy công phu Còn dạy thuật phòng thân tôi đã đăng ký rồi Cái thuật phòng thân kia Thật sự là rất hữu ích đó Vị đạo trưởng Vị đạo trưởng Biết kiện thân mà anh nói Có lẽ chính là thần dương tự Nhân hả Bảo sao đạo hiệu của ông ta là thần dương Tiểu tử thối Mày từ chỗ nào phi ra thế Lại dám nghe trộm một ta nói chuyện Trương ca hắn chính là đội trưởng tổ hành động số 2 nhận chức cục trưởng chu tiểu an cái gì chào đội trưởng chu xin lỗi tôi là bị cao nguyên phản ứng hoa mắt không thấy rõ ngài mời ngài ngồi ha ha mời đội trưởng mời đội trưởng chu uống chén rượu cho ấm người rồng phải rồng hắn cũng giống như là tên ngoại quốc kia bảo sao hắn trẻ như thế mà lên làm đội trưởng cánh tay đó thật là đáng sợ người từng bị cánh tay này Cổ tôi động qua đều sẽ chết Nếu không muốn bắt tay tôi Thì hãy nói hết kế hoạch Cổ đội trưởng nương cho cổ Cổ đội trưởng nương các anh cho tôi Vừa nhớ đến cỗ thi thể kia ở trong đầu Thì toàn thân đều cảm thấy không thoải mái Chị có cảm giác này không Thật không ngờ đời của cậu bay mất rồi mà vẫn không chết He <laughs> he Lão già tử ông cũng không cần phải giả bộ với tôi nữa Em gái của tôi đều đã nói hết với tôi rồi Lúc còn trong động Ông đã giết chết học trò của mình tôi biết ông không phải là người bình thường thể hiện rõ nguyên hình của tôi thể hiện rõ nguyên hình cho tôi xem nào được rồi tôi có thể cho cậu thấy nguyên hình nhưng tôi có một điều kiện nếu cậu đồng ý hợp tác với tôi tôi sẽ nói cho cậu biết thân phận thật sự của tôi hợp tác tôi biết cậu thật lòng thích cô gái ở trên nóc xe kia nhưng cho dù cô ta có chết đi sống lại thì cũng không thuộc về cậu trừ khi tên họ chu khi chết cùng lúc tôi không tin Hiểu Thiến đã chết. Mã Dũng nhất định là đã nửa tôi. Nếu như Hiểu Thiến thật sự đã chết rồi, ông cũng có thể giúp nó cải tử hoàn sinh phải không? Bệnh ung thư của tôi, ông không phải là cũng có thể chữa được đó sao? Sinh não bệnh tử không phải là điều mà không ai có thể thay đổi được. Nếu mà tiểu thư thật sự là đã qua đời, vậy thì mong thị trưởng bớt đau buồn, giữ gìn sức khỏe mới là điều quan trọng. Cái gì? Vậy thiên cung tinh thành mà ông đã nói thì sao? không phải là có thần tiên sống ở trên đó hay sao? Nếu là thần tiên, thì bọn họ nhất định là sẽ có khả năng cải tử hoàn sinh phải không? Lời của Mai Thị Trường nói không sai, thiên cung tinh thành có lẽ thật sự là có thể làm người chết sống lại. Tôi đoán Chu Tiểu An nhất định là sẽ đưa thi thể của Mai, Hiểu Thị, Mai Tiểu Thư đến đó. Vậy thì tốt quá rồi, nhất định là phải nhanh tìm được tinh thành. Đó cũng chỉ là điều mà đã hổ lo no nắng. Ông có gì, ông có ý gì? Sống chết có số, vì thiên cả mệnh sẽ gặp phải tai ương. Tôi không quan tâm hiểu tiến là đứa con gái duy nhất của tôi Tôi nhất định là muốn nó sống lại Nếu tôi không gặp được con gái Thì các ông đừng hòng có thể Sống tốt ở thành phố Thiên Kim Tôi hiểu rồi Chuyện gì thế này Xe trước sao lại dừng lại Ôi trời ơi Đây là quái vật gì vậy Đừng lại gần sát. Cảnh sát lưu Vĩ Phân Cục 025679 Hà Đông, thành phố Thiên Kim Tôi đã từng gặp cậu cảnh sát tên Lưu Vĩ này Lúc đó cậu ta ở cùng với Hiểu Thiến Không ngờ lại rơi vào trong tình cảnh này Những hài cốt của cậu ta trở về Là truy tặng cho cậu ta danh hiệu liệt sĩ vùng cũng bị đâm thủng Mấy thứ bên trong đều rơi cả ra ngoài Nếu không phải là như người cảnh sát kia kể lại Thì thật sự không dám tin việc đó là do chu Tiểu An làm Thật sự không được tận mắt trông thấy Trận đấu ngày đó Tôi càng có hứng thú với cậu ta rồi Không nên lãng phí thời gian ở mấy nơi này thế này mấy là thế này nữa Chúng ta phải nhanh chóng đến ô, ô nhan chắc nhĩ sơn trước khi mặt trời lặn Ok Xuyên Cái quái gì thế Thị trưởng quay về trong xe đi Việc ngoài này cứ giao lại cho tôi Ô nan đồ á Nếu có nguy hiểm thì lập tức cho xe chạy ngay Rõ Xuyên Đã đâu không được nếm được đồ ăn ngon như thế này rồi Chu Tiểu An, sao cậu lại ở đây? Con châu chấu khổng lồ này ngon lắm đó. Các ngươi có muốn nếm thử hay không? Hắn ta không phải là Chu Tiểu An. Trên cánh tay của Chu Tiểu An có vầy rắn đen. Còn hắn ta thì không. Hơn nữa, hắn ta không không còn nhẫn. Hắn ta cũng không có nhẫn của Sa Thần. Đúng à? Chú đỡ thì quên mất. Mấy điều mà tên cảnh sát kia đã nói rồi. Vậy hắn ta rút cuộc là ai? Ừ. Không ngờ à, con cháu của ta lại có thể chung sống hòa bình với người nhà của họ bà nha. Con cháu bất hiếu à Thật muốn giết sạch tất cả các ngươi Hắn nói cái gì Nghĩa nào Ngài là tân đế đã hồi sinh sao Không sai Ngươi đoán đúng rồi Các ngươi sợ rồi sao Người lúc trước đưa Mai Hiểu Thiến đi Từ phủ của ngươi cũng chính là ta Hóa ra lúc đó Tên Chu Tiểu An kia Đã đã nói dối Tôi thật không hiểu Tại sao ngài lại muốn giúp cậu ta Giúp cậu ta đừng có buồn cười thế chứ con bé kia chẳng qua chỉ là một chuột một con cờ trên tay ta mà thôi ta muốn khiến cho tu tiểu an phải tận mắt trông thấy người con gái mà cậu ta yêu chết đi có thế hắn mới cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng chỉ cần không ngừng chứng kiến bạn bè từng người từng người chết đi thì linh hồn của hắn sẽ rơi vào bóng tối đến lúc đó hắn sẽ phải đồng ý nhường lại thân thể cho ta nếu ngài chỉ cần chiếc nhẫn thì trực tiếp cướp về không phải là được rồi sao tại sao cứ phải làm phiền chu tiểu an sau khi rời khỏi cơ thể của chu tiểu an Tên tiểu tử kia bỗng nhiên có thể sử dụng được bảo giáp thạng xà thần, ngươi không thấy lạ sao? Đó là vì chiếc nhẫn xà thần đã chọn cơ thể của Chu Tiểu An, chỉ cần ta lấy được cơ thể của hắn thì có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của nó. Ta đã không thể trao đổi, trao đổi nữa rồi. Rất mau thôi, cậu ta sẽ thuộc về ta. Sau khi chúng ta hợp nhất thì sẽ trở thành kẻ thống trị cả thế giới này. Lão đầu tử, tổ tiên của ông chỉ biết niềm vui cho mình, một chút cũng chẳng hề nhắc đến lợi ích của liễu gia các ngươi không cần ngươi quản bất luận đế tân muốn làm gì chỉ cần đứng về phía liễu gia là được nếu hắn có thể có được cơ thể của chu tiểu an rồi thì sẽ trở nên càng mạnh hơn đến lúc đó sẽ không có ai có thể khống chế lôi nữa tất cả chúng ta đều sẽ không có ngày ăn này không bằng hiện giờ chúng ta dụng, chúng ta cùng hợp sức giải quyết hắn đây có lẽ cũng chính là một cơ hội tốt nhất ha <laughs> ha chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn đùa với ta ta sẽ không tha thứ cho ai dám bất kính với tổ tiên của ta phực bắn rất tốt không tham gia olympic thật là đáng tiếc thời nay vẫn là phụ nữ dũng cảm hơn lực chú ý của lễ thân và lưu não đầu đều đang bị kéo đi nếu bỏ lỡ cơ hội lúc này thì sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa rồi của lên trên chắc chắn là ngon lắm đấy Xuyệt đánh nhán thành công rồi Bánh nàng, ngươi đã làm làm gì thì tổ vậy hả? Lão đầu tử, ngươi chắc chắn cũng biết Mình không thể không chế lỗi Tên dã thú này lưu ra các người đã phẩm phải sai lầm rất lớn Ta chỉ đang giúp các người điều chỉnh lại thôi Độc nhãn nông nó không sai Đây cũng là chỉ là vì muốn tốt cho chu Tiểu An Chỉ dựa vào ai không gian bé xíu này mà muốn giam giữ ta sao? người chết chắc rồi. chuyện gì thế này? vừa động vào thì đã mất hết sức được rồi. cuộc sống chính là như thế, người mãi mãi không thể biết, mãi mãi không thể biết, biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. tại hạ vẫn còn một bất ngờ muốn tặng cho tiền bối. thật. lợi hại thật thi tổ vậy mà lại không thể chống cự được hắc thủy mẫu mà ta chế tạo ra có hàng vạn cá xúc tu cực độc chỉ cần có một cái thôi cũng đã có thể lấy mạng một tên thi tộc kia chỉ sợ cho dù là thi độc giống như là ông cũng không chịu nổi trong cái chả nhẽ ngươi đã từng thử nghiệm với các thi tộc khác hay sao tất nhiên nếu không thì ta làm sao dám đánh nhén tên dám đánh đế tân nhưng dù sao ta cũng vẫn lo sợ thế nên với phải cắm toàn bộ xúc tu vào người hắn. Thi tộc các ngươi mặc dù có thuật bất tử, nhưng nếu tất cả các cơ quan đều đồng thời bị hủy, sẽ không thể khôi phục lại được. Bây giờ hắn đã trở thành một cái xác chết mất hết cảm giác rồi. Không ngờ sau khi tiếp xúc với sa thần ở võ di sơn, bạch lạc lại trở lên mạnh mẽ đến vậy. Đã vượt xa tưởng tượng của mình rồi. Nếu độc nhãn nam không ra tay, sợ là mình đã bị tên quái vật kia giết chết rồi. Thu nhỏ, không hổ là thi tổ sau khi nuốt xuống toàn thân dường như đều tràn đầy sức mạnh bạch tiên sinh trước đây tôi thật sự là có mắt không chồng tiểu nữ có thể sống lại hay không toàn bộ đều dựa vào ngài rồi thi trưởng coi như là đã chọn đúng người rồi bạch ra chúng tôi vẫn luôn thích làm mấy việc nghịch thiên hành đạo chứ tuyệt đối không nhát gan như lưu gia kia ban nãy cảm ơn ngài Muốn cảm ơn tôi thì hãy lấy thân đắp báo đáp đi Chứ đừng chỉ nói mồm thế Miệng hòa nói chuyện còn có thể làm rất nhiều chuyện Chỉ sợ tôi dùng miệng Ngài sẽ không chịu nổi thôi Thi tổ thật sự là chết dễ dàng như vậy sao Ông ta thế nhưng đã từng giết được cả Người của Sa Thân Na Ở vùng hoang mạc quanh mông này Mà gặp được thi tổ thì tuyệt đối không thể là trùng hợp được Ông ta làm sao biết được hành tung của chúng ta Lại có mục đích gì chứ Người lúc trước đưa Mai Tiểu Thiến đi Từ phủ của ngươi cũng chính là ta Chỉ cần không ngừng chứng kiến bạn bè từng người Từng người chết đi thì linh hồn của hắn sẽ rơi vào bóng tối Đến lúc đó Hắn sẽ phải đồng ý nhận lại thân thể cho ta Từ việc thi tổ cứu Mai Hiểu Thiến Có thể thấy tâm cơ của ông ta rất sâu Mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như những gì Bạch Nhạc đã nghĩ Vù. để hai tên dưới kia trong coi thi thể của Tiểu Thiến như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ hai người bọn họ có thể sống đến tận bây giờ chứng tỏ nơi đó rất là an toàn so với việc đưa cô ấy đi mạo hiểm còn không bằng để cô ấy ở lại nơi an toàn trước đợi chúng ta tìm được tinh thành trả về rồi cõng cô ấy lên cũng không muộn cảnh sát nơi này đẹp thật đó giống như là đang đi du lịch vậy Cổ cậu, cậu có còn đâu không hết rồi chỉ nào đâu rồi không tắm nên có hơi ngứa mà thôi. Cậu cũng không cần xin lỗi tôi đâu, chúng ta dù sao cũng là bạn học. Tôi còn không hiểu cậu hay sao. Trong lớp, cậu vốn là người rất là trung hậu. Thật thà nhất, tôi hiểu lúc đó cậu rất là xúc động. Tôi không hề có ý muốn xin lỗi. Hơn nữa, đó cũng không phải là hành động xúc động nhất thời đôi. Tôi không cho phép thuộc hạ của mình chịu thua trước mấy trò trẻ con. Rồi lại phải bồi thêm tính mạng của hai đội viên. Cho dù cậu có thân với tôi đến nên đến đâu thì cũng được phải bị trừng phạt. Quan tưởng, cậu ta chỉ là vì bạn gái của mình. Câu nói này rất là đanh thép, cậu làm rất đúng. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ cậu và Ma Hiểu thế à. Tôi và cô ấy chỉ đơn thuần là bạn bè, nếu cậu hay là em gái của cậu chết. Tôi cũng sẽ khó chịu như vậy thôi. Cậu nói thật à? Hay, cẩn thận mãi ai? Đáo đại đó muốn hại cậu. Tôi sớm đã biết rồi, cái đêm trong co thi thể của tiểu thiến nhân lúc các cậu ngủ say tôi đã đào mộ của lưu xương kiểm tra thi thể tôi phát hiện một quyển mút ký dấu ký ở trên người của cậu ta trang đầu tiên ở trong mút ký chỉ có viết cô bốn chữ mạnh ai giết tôi người đã chết thì sao có thể viết chữ được có lẽ cậu đã có lẽ cậu ta đã sớm dự cảm được bản thân sẽ chết trong tay của mạnh ai thế nên viết trước vào đó mạnh ai giết lưu sướng là để có thể một mình độc chiếm bí mật về tinh thành tôi đoán ông ta không hề phiên dịch đầy đủ văn tự để nhung kia cho mọi người nhất định là ông ta đã cố ý giấu đi phần quan trọng nhất trong đó trong bút ký lưu sướng viết còn có gì nữa không bút ký đã bị thi thể thối giữa ăn mất ăn mòn rồi rất nhiều trang đã không thể nhìn rõ nữa rồi cậu được đó nha tất cả mọi người đều tưởng rằng tinh thần của cậu đã suy sụp vì cái chết của tiểu thiến Vậy mà không ngờ cậu lại âm thầm điều tra mọi việc Tôi càng ngày càng không hiểu được con người của cậu rồi Sao thế? Sao thấy rồi, đây chính là tim người Ăn nó rồi thì sẽ có được sức mạnh Ta không muốn lại có người chết trước mặt của mình nữa ta cần có sức mạnh. Tiểu An đang nghĩ gì thế? Không có gì. Tên béo chết tiệt. Đã nói gì rồi? Gió to quá không nghe được gì hết. Nhìn giáo sư neo núi, chả giống người già chút nào cả. Ây vậy sao? Nhất định là vì nghĩ đến tinh thành nên hưng phấn quá ấy mà. Hưng phấn như vậy? Có lẽ là vì đã biết được vị trí chính xác của tinh thành rồi nhỉ? Cái này trên bức tường đá kia hoàn toàn là không nhắc đến. Đúng rồi, tôi quên mất. Nguy hiểm thật không lẽ cô ấy đã nhìn thấu thân phận của mình rồi sao phản ứng ban nãy không giả vờ có lẽ là chưa hề phục hồi lại trí nhớ nhiều năm về trước chúng ta đã từng cùng nhau đến tinh thành lần này tôi nhất định là sẽ không để cô rời khỏi tôi nữa này mọi người mau qua đây có hai người nằm trên đất kia đã chết rồi vết cào trên người giống như đã từng bị thú vật tấn công ngay cả súng còn chưa kịp rút ra thì đã chết rồi trong đội của họ không phải là có một người ngoại quốc đâu nhẫn sẵn của sa thần hay sao ngay cả một con dã dạ thú cũng không thể xử lý được xem ra cũng lại là một tên khoác lác rồi người này cũng vậy kỳ nạ thật trước khi chết bọn họ đều đang cười lớn không phải nào đã chịu phải là cái gì đó mà phát điên đấy chứ nghe hai người dưới núi kia kể lại trong lúc bọn họ đang nói chuyện với nương đông có nghe thấy một trận cười rất là kỳ nạ có lẽ là, là, do họ phát ra Một tuần trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Dã thú núi tuyết Không lẽ thứ đã tập kích bọn họ Chính là người tuyết ở trong truyền thuyết Người tuyết Người tuyết là một con quái vật có hình người Rất lâu về trước Ở khu vực núi tuyết Himalaya Đã lưu truyền về một truyền thuyết Truyền thuyết kể lại rằng Người hạ nhĩ ba Có gọi loài quái thú ấy là dạ đế giả sử có người tuyết tồn tại và bọn họ bị người tuyết giết chết vậy thì tại sao trước khi chết lại cười lớn như vậy điều này thì tôi không rõ tiểu an thông minh hơn tôi nó thử xem nào ai mà biết được chứ có thể bộ dạng người tuyết trông rất là mắc cười đi cậu hài hước hơn trước nhiều đấy nghe anh nói như thế tôi thật sự là muốn xem thử bộ dạng của người tuyết ra nếu thật sự là người tuyết có thật thì phải bắt một con về nuôi mới được không đùa nữa Chúng ta cũng phải giúp họ chôn cất đi Đừng để họ phơi thay ở giữa nơi hoang dã như thế này Để sau khi tìm được nương đông Thì tự khắc Sẽ do bọn họ đã chết như thế nào thôi Tôi còn tưởng rằng cô có thể cảm nhận được vị trí của tinh thành chứ Đội trưởng Chu đây là đang phê bình tôi hả Đúng rồi Tôi vẫn còn chưa kịp chúc mừng cậu đã thăng quan nữa kìa Đừng lấy tôi ra nằm trò cười Tôi chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc Bị mấy người các cô cuốn vào mà thôi Bây giờ cậu cũng là người ở trong cuộc rồi Hờm, phải Mọi người vừa nằm rồi chứ Ông bảo Tôi bảo ông này giáo sư Ông làm sao mà quen biết Giang Mỹ Nhân thế Ồ chuyện này kể ra thì rất dài Đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên mà thôi Chỉ là ngẫu nhiên Địa hình ở đây phức tạp hơn núi Võ Di rất nhiều Xung quanh đều là dòng năng lượng Năng lực của tôi không thể phát huy được Muốn tìm ra tinh thành Thì chỉ có thể nhờ vào Mạnh não biết đọc văn tự cổ mà thôi chu Tiểu An Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì em không biết những ngày không có em tôi đã khổ sở như thế nào đâu từ bây giờ trở đi nhất định là sẽ không để em rời xa tôi nữa thân ái mạnh ai mẹ kiếp hết sảy tiểu an thổ độ rồi mọi người vỗ tay đi nào anh mừng cũng quá sớm rồi đó có thể cứu sống mà hiểu tiếng hay không còn chưa dám chắc kia kìa ngạc nhiên đến nỗi không thốt ra được rồi sao làm gì có làm gì có, tôi đã sớm đoán được rồi. Vậy cô đồng ý hay là cự tuyệt? Tôi còn phải suy xét. Quan sát vào biểu hiện tiếp theo của cậu đã. Hừm, tên tiểu tử thối này bị tạt nước vào mặt rồi. Được rồi, tỏ tình thất bại. Các đồng chí tiếp tục cố gắng. Sau khi Chu Tiểu Hoan biết được Giang Nguyên Yến cũng đã sớm đem lòng hoài nghi mạnh ai. Trong lòng cậu ta nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tiếp tục dẫn dắt đoàn người lên núi. Thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt. Gió càng lớn, Núi gô nhan nhĩ chẳng khác gì là một địa ngục tuyết trắng Tiếp tục neo lên hơn nửa tiếng đồng hồ Đoàn người bỗng thấy một cảnh tượng không thể tương tự được nổi Đây không phải là hai cái xác mà chúng ta vừa chôn mặt nãy hay sao Sao đột nhiên lại từ dưới đất chui lên rồi Ha <laughs> ha Chết tiệt sao lại sống lại rồi Ha, ha. Tại sao ngoài mình ra Những người khác đều đang cười thế này Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nếu sương sương cô nhìn tôi này Giang Huyền Yến cô làm sao thế Người mới chính là người cần phải tỉnh lại Giọng nói này thật là quen thuộc Người là ai Đã đâu không gặp rồi con trai của ta Cha Những người không phải đã chết tại núi Võ Di rồi sao Thế nào lại có thể xuất hiện, xuất hiện ở đây lại còn mặc giống hệt như siêu đạo chích kết ở trong tháng tử con nữa chứ vẫn còn chưa hiểu hay sao bởi vì con đang nằm mơ nằm mơ cha muốn nói bọn họ và cha tất cả đều đang tất cả là do con đang nằm mơ mà tưởng tượng ra hay sao nhưng mọi chuyện rõ ràng đều rất là chân thực trong những giấc mơ giống uy như giống như như thật cũng sẽ có những điểm giả tạo tìm được nó cũng giống như là đã phát hiện ra Búc cổ trò chơi vậy Cánh tay mới mọc ra này Rõ ràng không còn đau nữa Ngay cả chi giác cũng đã khôi phục lại rồi Cũng giống như một người mất đi trí nhớ Trong mơ cũng có thể nhìn thấy mọi vật Cơn mơ thấy bọn họ đều đang cười lớn Là do bị ảnh hưởng Từ hai cổ thi thể kia Nhưng sao tự nhiên lại có Nhưng sao tự nhiên con lại có thể làm mơ được chứ Không phải chỉ mình con Trước khi chết bọn họ cũng đều có một giấc mơ đẹp đây cũng chính là nguyên nhân tại sao trước khi chết bọn họ lại cười lớn. Không sai. Chính là trong lúc đang mơ, bọn họ đã bị dã thú giết chết. Con nhất định là phải lập tức tỉnh lại mới được. Cha, cảm ơn cha. Chỉ là ảo ảnh do con tưởng tượng ra thôi. Tất cả đều là kết quả mà con tự mình suy ngẫm ra được. Thực tế, ta đã sớm chết rồi. Không có thể giúp gì được cho con nữa. Con và mẹ đều rất luôn nhớ người. Mặc dù chỉ là mơ Thế nhưng có thể gặp được cha lần nữa cũng thật là tốt Mới đó mà đã tối rồi Thời gian trong mơ trôi nhanh thật Không thể nán lại thêm nữa Phải lập tức tỉnh lại thôi Nghe nói muốn tỉnh mộng Thì phải nhảy xuống từ một nơi thật cao ở trong giấc mơ Khi cứu tháp đỏ núi võ di Cũng đã từng nhảy núi một lần rồi Cũng được coi như là đã từng có kinh nghiệm nhảy núi tự tử rồi hừ à. Chết tiệt Tiếng ý thức chỉ đang cố ngăn cản mình tỉnh lại mà thôi Vậy mà này có thể Bị những thứ này mình tưởng tượng ra ngăn lại Mẹ ơi Ngâm sướng thi ca không hề có tác dụng trong mơ Và làm sao bây giờ Cứ thế này mình sẽ vinh viễn không thể tỉnh lại được mất Cha cầu xin người xuất hiện lần nữa đi Đợi chút Tại sao cha mình lại tưởng tượng ra Lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng Của tiềm ý thức chứ Sao bọn họ lại biến thành thế này Cha Quái đạo cơ đức mình hiểu rồi đó đều là những ký ức của thơ ấu là những ký ức của thơ ấu đang đang được mình bảo đang bảo vệ mình muốn thoát khỏi giấc mơ này thì cần đến một ký ức của thơ ấu cho dù chỉ là một câu chuyện tuổi thơ ấu đã từng nghe kể ấn tượng ấy khắc sâu đến nỗi cả đời cũng không thể quên nổi câu chuyện về anh hùng sẽ tan bóng đêm xét. Bàn cổ hoa wow, không sai chính là truyền thuyết bàn cổ khai thiên lập địa Loại người dưới kia chỉ nhỏ bé như những con kiến. Come on baby. Bây giờ nên dùng đến cái búa này. Chặt đứt toàn bộ giấc mơ này. Choang. Ta nhất định là đã bị cảnh tượng kỳ lạ trước mắt này làm cho hồ đồ rồi. Tên mập chết tiệt này, ngủ như heo vậy đến ngay cả tiểu nha đầu đại hạ như này mà cũng đã hôn mê bất tỉnh vâng nha người phụ nữ của ta vì bảo vệ tên vì bảo vệ tên bắt con kia mà đang phải chịu sự chịu sự công kích của quái vật còn ta thì lại đang nằm trên nền tuyết lạnh lẽo này ngủ giả vờ chu tiểu an mau tỉnh lại đi mặc dù không phải ta nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết này vẫn làm ta rất là đau lòng người hỏi vì sao ta lại không chạy đến giúp cô ấy hay sao có hai nguyên nhân khiến ta không thể nào giúp cô ấy. Một, ta ra tay thì sẽ làm lộ mất thân phận của mình. Hai, chỉ có khả năng giết được một người bình thường. Chứ còn đối phó với loại quái vật này thì cô ra tay cũng chẳng thấm vào đâu. Nếu là người thông minh thì ngươi nhất định sẽ hỏi vì sao ba người kia đều đã ngủ hết mà ta và Giang Nguyên Niến lại còn tỉnh. Từ trường ở căn tinh thành này sẽ gây rối loạn sóng não của loài người khiến họ chìm vào giấc mộng. Tất nhiên là phần lớn loài người đều sẽ bị trúng, trúng chiêu Còn vì sao mà ta và Giang Huyền Yến không bị ảnh hưởng Thì là một bí mật Tạm biệt Ta phải giả bộ bổ tiếp rồi Chu Tiểu An mau tỉnh nhã đi Nghe thấy không hả Nữ nhân ngu xuẩn Vậy mà lại không biết chạy trốn một mình Ngươi ngủ ở đây vĩnh viễn Đều sẽ không tỉnh lại Bây giờ ngươi có chạy đi thì cũng đã muộn rồi Xem thử ta móc tim phổi Móc hết Tim gan Phèo phổi của tàn dư thi tộc nhà ngươi ra như thế nào đây xuyệt giang huyền yến Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi giang huyền yến mọi người đều giống như mình ngủ hết cả rồi cô ấy vẫn luôn nằm trên người bảo vệ cho mình xem ra những gì mà võ di trung con nói lúc đầu là quả thật không sai người thật sự không phải là người bình thường bước bước thật là nóng nảy ngay cả chúng ta là ai còn chưa biết mà đã ra tay rồi vừa ban nãy với vừa nhắc đến võ di chân quân nhìn tướng mạo của ngươi thì thám phần chính là lăng tiêu thượng nhân rồi cái đầu bên kia là căn nguyên thượng nhân còn cái đằng sau hắn là bách pháp thượng nhân mặc dù ta cũng muốn rất muốn biết ba người các ngươi tại sao lại biến thành cái dạng như thế này thế nhưng mấy chuyện này có thể để đắt nữa hỏi sau và đập cho ba tên côn các ngươi một trận đã rồi hãy nói tiếp <cười> 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 ha ha. người cho rằng dựa vào cánh tay da rắn này của ngươi thì có thể dọa được bọn ta hay sao tên ngoại quốc kia đã nói hết với bọn ta rồi vì ngươi sử dụng quá độ nên đã làm bản thân bị thương nó trong vòng một tháng thì không thể tiếp tục sử dụng nó tên ngoại quốc mà các ngươi nói là rinút hả mới mấy tháng không gặp mà các ngươi đã trở thành chó săn trong ngoại quốc rồi vui tiểu an ngươi nói vậy thiên hư cung bọn ta mới không thèm nghe theo sự sai khiến của đám người đó ngươi còn nhớ việc tốt mà lúc đầu ngươi đã nằm ở núi võ di hay không nếu không phải là các ngươi đã phá hoại thần tích thì thiên hư cung đã không bị sụp đổ thiên hư cung vĩ đại ngoài bốn người chúng ta ra thì đều đã chết cả rồi ba người bọn ta rơi xuống thần tích gánh hết tay chân sau đó thần dương thợ nhân giúp bọn ta hợp thành một thể thì bọn ta mới có thể tiếp tục sống bọn ta trở thành bộ dạng như ngày hôm nay tất cả đều là vì ngươi bây giờ bọn ta phải giết ngươi để báo thù cho thiên hư cung Xẹt. nhẹ nhàng là đã có thể thoát khỏi công kích của bọn họ không biết là do đã biến thành thi tộc hay là do nhẫn của xa thân nữa cánh tay phải của xa thân này tấn công hay phòng thủ đều vô cùng thuận lợi lần này thử tấn công bằng tay trái xem sao dâm Người chưa ăn cơm hay sao? Phục! Sức mạnh của nhẫn vẫn không thể nào sử dụng được. Cũng may mà... Cũng may là sức chịu đựng của thân thể thi tộc này khá là dẻo dai. Tay phải của mình chỉ nhẹ nhàng đập một cái là đã có thể đánh bay đầu của ban tử. Vậy mà đang tiêu tựa nhân nghiêm túc trúng đòn tay phải của mình lại chẳng hề hấn gì. Chờ trách mấy đạo sĩ này lại có thể nhẹ nhàng giết chết thi tộc. Sức chịu đựng của bọn chúng rõ ràng là vượt xa thi tộc. Ngoài cánh tay phải bây giờ Thì hắn chẳng có bất kỳ uy hiếp nào đối với chúng ta Nếu đợi đến khi hắn có thể sử dụng được Bỏ giáp xa thần Thì chúng ta là khó xử lý rồi Trực tiếp sử dụng thì chiêu mới Của chúng ta bỏ, bắt hắn lại bỏ hắn lại đi Chu Tiểu An giờ chết của ngươi tới rồi Lục tí thần tổ tu na quyền Bốp bịch 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 Muốn chạy Đừng có hòng Đi chết đi Dừng Thưa Mẹ kiếp Nếu có thể sử dụng được bảo giác thần xa thì tốt rồi Đáng tiếc không thể Dùng ngươi luyện thành tiên nan giống như là cha của ngươi vậy Bây giờ phải móc tim Và thi não của ngươi ra Giang huyền yến nhìn nhầm ngươi rồi tên tiểu từ đó sắp teo rồi Phải nhân cơ hội này chuồn đi thôi Trong những lúc như thế này Hắn nhất định là sẽ Đừng nói cho tôi Mau mang Giang huyền yến đi đi Kiểu như vậy Thật đúng là giữa ban ngày ban mặt mà lại ngủ tiếp đi